những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Harry Won trấn thành hôn nhau đắm đuối trước mặt dàn sao Việt. Sự kiện họp báo ra mắt web drama Bố Già của Trấn Thành quy tụ đông đảo nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt tham dự. Sáng 30 tháng 12, Trấn Thành cùng ekip tổ chức buổi họp báo chính thức ra mắt web drama Bố Già với truyền thông cùng đông đảo các đồng nghiệp thân thiết, nghệ sĩ Nhân Ngọc Dầu, Thu Minh, Đông Nhi ông Cao Thắng, Lê Giang Trúc Nhân, Jun Phạm Ngô Kiến Huy, Sam Ali Hoàng Dương. Xuất hiện tại thảm đỏ, Harry Won không ngừng ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào với Trấn Thành, cô cũng góp một vai duyên dáng trong web drama lần này. Bố Già là dự án đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của nam diễn viên cùng đạo diễn Mr. To, vốn nổi tiếng với dòng phim về thế giới ngầm, khiến cho người hâm mộ không khỏi chờ mong. Không chỉ là những người tài năng và có uy tín trong nghề, cả Trấn Thành lẫn Mr. To còn có sự ăn ý tuyệt đối về quan điểm làm việc, cầu toàn và khắt khe đến từng chi tiết. Vì thế Bố Già dù là web drama nhưng vẫn được đầu tư chỉnh chu cả về kinh phí lên đến 4 tỷ đồng với tâm huyết từ kịch bản, nhân vật, cảnh trí đến hình ảnh chất lượng ở tầm vóc một bộ phim chiếu rạp. Harry Won dành cho Trấn Thành nụ hôn ngọt ngào trong ngày ông xã ra mắt phim mới. Vợ chồng Đông Nhi và ông Cao Thắng ăn mặc đồng điệu đến chúc mừng Trấn Thành. Bảo Anh cũng rạng rỡ đến chúc mừng người anh thân thiết. Chia sẻ về quyết định thực hiện một bộ phim xoay quanh chủ đề tình phụ tử, Trấn Thành cho hay: "Tôi thấy mọi người làm về mẹ khá nhiều, nhưng ít ai làm về cha. Ở Việt Nam của chúng ta, những người cha ít được thấu hiểu, không nói nhiều. Nếu có cũng rất thô lỗ và cọc cằn. Chúng ta rất khó giao tiếp với bố mình vì khoảng cách vô hình giữa những người đàn ông với nhau, khoảng cách giữa hai thế hệ, rồi khoảng cách giữa hai luồng tư duy và cũng có thể là khoảng cách giữa sự gia trưởng của thời trước với nét thời hiện đại của ngày nay." Hy vọng với web drama Bố Già cùng chủ đề mới mẻ lần này sẽ được quý khán giả đón nhận. Bởi quyết định này tôi cũng tự thấy mình liều lĩnh, người ta sẽ thích thú hơn với chủ đề giang hồ, cung đấu tâm linh. Chỉ nghe thôi đã kích thích rồi, nhưng chủ đề gia đình thì lại khá chán. Thế nhưng với tâm huyết và tất cả trái tim, tôi cùng ekip muốn xoáy vào tình cảm cha con và những người trong gia đình với nhau mà có thể trong cuộc sống bộn bề đôi lúc chúng ta lại bỏ quên đi mất. Trấn Thành bên má Ngọc Dầu, nghệ sĩ gạo cội này cũng tham gia diễn xuất trong Bố Già. Trấn Thành và con trai Tuấn Trần, nghệ sĩ Lê Giang. Trấn Thành bên nghệ sĩ Lê Giang, Tuấn Trần và cô gái xinh đẹp. Bên cạnh thông điệp ý nghĩa và truyền cảm hứng, dàn diễn viên khách mời cũng góp phần tạo nên sự sức hút không nhỏ cho Bố Già. Từ những tên tuổi lớn như nghệ sĩ Nhân Dân Ngọc Dầu, Trung Dân, Lê Giang, Lê Quốc Nam đến những nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Anh Đức, Harry Won, Lâm Vĩ Dạ, Khải Như, Diệu Nhi, Tuấn Trần, Lê Dương Bảo Lâm, Minh Dự, Trang Hí. Đặc biệt là sự xuất hiện của giọng ca thật bất ngờ Trúc Nhân với lần đầu chạm ngõ diễn xuất và hiện tượng mạng 2019 Bà Tân Vlog. Chính vì sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ nhân thời gian quay chỉ vỏn vẹn 11 ngày nên Trấn Thành đã phải tạm gác nhiều lịch trình, ngày đêm túc trực và tính toán để các cảnh quay đều được hoàn thiện ở mức tốt nhất. Chris Van, MC Lưu Hà Trinh, cô trò Thu Minh và Ali Hoàng Dương, người mẫu Trang Trần, dàn cát chạy đi chờ chi gồm Jun Phạm, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát, Lê Dương Bảo Lâm và Sam. Chia sẻ lý do dù có đầy đủ tiềm lực nhưng lại không cho Bố Già ra mắt với định dạng phim điện ảnh, Trấn Thành cho hay: "Tôi muốn trước khi ra rạp, mình phải làm một web drama chỉnh chu trước đã. Mang phim ra rạp là một cuộc chơi lớn. Ngoài vai trò diễn viên, mục tiêu của tôi còn trở thành đạo diễn. Tôi sẽ làm những sản phẩm nho nhỏ để thỏa chí. Bởi ra rạp còn bị khống chế nhiều mặt về thời lượng, điều kiện. Tôi làm web drama để truyền tải hết những thông điệp của mình. Nội dung phim khá dài, nên nếu chỉ vỏn vẹn trong một rạp phim thì hơi khó." Nói đến việc phát hành web drama trên YouTube, chưa bàn đến nội dung, Trấn Thành đã có lợi thế vô cùng khi sở hữu sức hút trên các phương tiện mạng xã hội. Anh là nghệ sĩ hài Việt Nam đầu tiên nhận được nút vàng ở thời điểm hiện tại kênh YouTube của nam diễn viên đã cán mốc gần 3 triệu lượt đăng ký. Fanpage chính thức cũng đạt con số theo dõi ấn tượng hơn 12 triệu người, với tương tác lên đến hàng trăm nghìn lượt cho mỗi bài đăng. Không còn nghi ngờ gì khi nhận định Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ quyền lực đang thống trị mạng xã hội. Ngoài diễn xuất, lần này Trấn Thành còn đảm nhận cả việc sáng tác nhạc phim, ca khúc Điều Cha Chưa Nói do Ali Hoàng Dương trình bày với ca từ ý nghĩa, giai điệu da diết mang lại nhiều cảm xúc cho các khách mời, hứa hẹn đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của web drama Bố Già. Nam diễn viên hào hứng bật mí: "Sắp tới tôi sẽ lấn sân hơi nhiều. Dạo gần đây tôi có viết cho những người bạn ca sĩ của mình một vài bài. Tôi chuẩn bị làm một dự án. Trong album sẽ bao gồm 10 bài hát do Trấn Thành sáng tác, do 10 ngôi sao của Việt Nam trình bày." Với việc chiếm được tình cảm từ khán giả,
chỉ mới nhá nhẹ một vài tình tiết, đứa con tinh thần lần này của Trấn Thành hứa hẹn tạo nên tiếng vang lớn dịp đầu năm 2020. Hãy cùng đón xem tập 1 Bố Già sẽ được phát sóng lúc 20 giờ ngày 2 tháng 1, 2020 trên kênh YouTube Trấn Thành Town.